Bão tố cao đến nhấn em chìm sâu trong thinh lặng, con tim đau thương muốn tìm một nơi nước nóng, mà sao quanh em đi tìm chỉ xót xa thôi, cứ thế nỗi trôi như một cánh hoa rơi. Nước mắt ướt đẫm rớt trên bờ miên đêm dài, tương lai mai sau khiến em sợ khi thương giấc. Tận sâu trong em vẫn hoài những nỗi khát khao, ước muốn mãi sao đi bên ai suốt đời. 12 bên nước thân gái biết bên nào đục trong, hoàng hôn ai sẽ đưa đón như ước vọng chờ mong. Rồi em cũng phải mạnh mẽ đi qua ngàn cơn bão giông, tìm cho riêng em hạnh phúc có được không? Tình yêu dẫn lối em bước qua hết những vực sâu, người như nắng mai soi sáng cho em thấy tiếng cười. Hạnh phúc em biết sẽ đến khi trong lòng chẳng buông xuôi, tình yêu hãy cho em biết nước yên bình. Các thông số đều tốt, nhưng để chắc chắn chúng tôi sẽ kiểm tra lần nữa. Có thể chụp các lớp não được không bác sĩ? Có vấn đề gì sao? Hình như là cổ không nhớ tôi là bạn thân, nhưng mà đã nhận ra ba mẹ của mình. Có bệnh đó không bác sĩ? Những người bị sa chấn tâm lý thường xảy ra các chứng bị mất một phần trí nhớ, do bộ não đã chủ động xóa đi những ký ức đau thương. Có phải anh là người đã làm cho bệnh nhân bị sốc đến nỗi phải vào đây không? Không, không phải tôi. À không có vấn đề gì đâu bác sĩ. Con bé nó mới tỉnh dậy cho nên hơi mơ màng thôi. Chiều bác sĩ kiểm tra tổng quát là được rồi ạ. Thôi tôi xin phép nha. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Nè, sao bà không để bác sĩ chụp não nhỏ? Lỡ có chuyện gì? Không cần đâu, con bình thường mà. Nhưng mà anh Long đâu má? Anh kia. Em nhận ra anh sao? Có thể ra ngoài được không? Tôi có chuyện muốn nói với mẹ tôi. Anh không cần cảm thấy áy náy vì đã cắt hợp đồng với tôi đâu. Em... Sao bà không cho nhỏ chụp hình não là sao vậy? Trời ơi! Chụp cái gì mà chụp? Ông... bây giờ nó bị như vậy thì càng tốt. Uống lộn thuốc hả? Trúc Anh bị vậy mà kêu tốt là sao? Không phải là ông sợ Trúc Anh với thằng Phi đó có tình cảm với nhau sao? Bây giờ thì vừa ngăn được hai đứa, mà thằng Long con mình sẽ đường chính quay lại với Trúc Anh. Mọi thứ sẽ đâu vào đó. Nhiều khi vậy mà hay. Nè, dạ. Con có thèm ăn gì không? Dạ không, con uống sữa no rồi. No gì mà no? Hôm qua tới giờ con có ăn miếng nào vô bụng đâu. Hay, để má ra mua cháo cho con nha. Dạ thôi, ngán lắm, chiều con ăn. Nhưng mà... anh Long đâu rồi má? Thì là thằng Long đó. Nó đi công tác đột xuất rồi con. Phải đó. Trúc Anh. Anh. Em nhớ anh lắm á, có biết không? À, bây giờ em biết nấu ăn rồi đó. Về nhà em sẽ nấu canh gà cho anh tẩm bổ nha, anh chịu không? Lành quá à. Anh xin lỗi. Con nghe chưa rõ đây. Vợ con vì quá sốc cho nên đã quên hết mọi chuyện đau buồn rồi. Giờ con bé chỉ toàn nhớ những chuyện vui thôi. Con cứ giả vờ như là coi như không biết chuyện gì xảy ra, vui vẻ quan tâm chăm sóc cho Trúc Anh, nghe không? Quên hết chuyện đau buồn à? Bác sĩ nói là nó bị cái chứng mất một phần trí nhớ, ký ức gì á. Có thể là từ từ giờ con sẽ nhớ lại hết. Nhưng mà phải tranh thủ thời gian này, chứng minh cho vợ con thấy là con đã hối hận và yêu thương nó thật lòng, hiểu không? Còn chuyện Kim Vy sao rồi? Có thiệt là... Dạ, ba cho gọi con. Ba không có làm chuyện này. Dạ, là con tự tới thôi. Dù sao thì con cũng phải tới thăm vợ cũ của anh Long. Nè, cô ăn nói cho cẩn thận. Cái gì mà vợ cũ chứ? Trúc Anh và thằng Long vẫn là vợ chồng hợp pháp kia mà. Dạ, đó là trước khi anh Long viết cái này. Đơn ly hôn. Con, mày tính làm cho ba tức chết đi được hả? Kể từ bây giờ, tờ giấy này không còn ý nghĩa gì nữa. Nè, anh đừng quên những gì bá con tôi đã làm cho anh. Cô làm ơn đừng lấy những chuyện đó ra ép buộc tôi. Ơn nghĩa tôi sẽ trả sau. Còn bây giờ tôi phải lo chuyện của tôi trước đã. Anh đứng lại. Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Dù thằng Long có như thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không chào đón cô đâu. Anh là giám đốc Xmas mà, tại sao lại ở đây? không sao chứ? Mẹ. Hả? Chồng con đâu mẹ? Anh đã trở về rồi mà. Ý con nói là thằng Long hả? Con vẫn muốn gặp nó sao? Đương nhiên rồi, chồng của con mà má. Bác sĩ. Ủa, bác sĩ. Vậy? Giám đốc. Giám đốc. Vô hồi nào vậy? Vô nãy giờ rồi. Vô hồi nào vậy? Vô nãy giờ rồi. Hai sếp uống cà phê không? Không cần đâu. Cho tôi ly. Dạ. Chuyện gì sao chú? Chú hỏi con mới đúng đó. Tranh có gì đâu mà dòm dữ vậy? Con không sao chứ? Con vẫn bình thường mà. Mấy bữa rồi con không về nhà, nội chửi sùm ở nhà đó. Nó còn đòi đuổi con ra khỏi nhà kìa. Đó là chỉ khi nào con hết giá trị lợi dụng thôi. Chú tình cờ nghe được là nội cho người theo dõi con với Trúc Anh. Chuyện trai gái thì chú không có can thiệp, nhưng có gì cũng phải cẩn thận, kín đáo một chút chứ. Nội mà nổi khùng lên, có phải tội nghiệp con người ta không? Chú cứ yên tâm. Con với Trúc Anh coi như là hết rồi. Vậy thì cũng tốt. Hà Linh dạo này có hay gặp con không? Sao vậy chú? Nghe nói là doanh thu quý rồi của Chi Chi giảm 50%. Bộ có chuyện gì sao ta? Không lẽ Hà Linh muốn chuyển qua kinh doanh cái khác? Có trời mới biết được. Chết, quên nữa. Thôi chú về phòng, đêm nội vô không thấy chú rộn la sùm lên nữa. Thôi con ở đây nghe. Ba, má. Nội. Cô cũng ngoan cố lắm đó. Má đừng nói vậy mà. Dù sao thì Yến cũng đã dứt tình với chị họ và dọn ra ngoài ở riêng rồi má. Má không quan tâm chuyện đó. Bác à, chắc có lẽ là bây giờ bác chưa hiểu con. Tôi không cần hiểu ai hết. Thôi đi bà, con nhỏ nó có làm gì đâu mà bà. Thôi tôi đi vào. Con đừng để bụng nha. Tại bà giận quá nên bà mới nói vậy thôi. Con không biết đâu. Má phải giúp con. Con không thể nào sống thiếu anh Long được. Con không chịu. Má phải quay về ngay bây giờ. Nếu má không về, con chết cho má coi. Sao? Vợ mới vợ cũ, coi bộ khó xử ha. Không cam tâm khi thấy người ta quấn quýt nhau hả? Cô tính tới đây chọc quê tôi đó hả? Tôi thắc mắc cái là con biết người ta giờ này sao rồi? Chồng tôi đó hả? Chẳng phải cô muốn tống cổ anh ta vô tù hay sao? Đây là ân oán giữa tôi với Trúc Anh, cho nên hiện tại tôi và cô có chung một kẻ thù. Cô muốn kết bạn với tôi, lợi dụng tôi như đã làm với anh Long hay sao? Xin lỗi nha, cô cũng đâu có gì hơn tôi đâu. Cô cũng bị chồng ruồng bỏ, suốt ngày cứ lẻo đẻo theo anh ta. Cô tưởng tôi không biết sao? Không được sao? Cả hai đều có lợi mà. Có lợi là sao? Từ trước tới giờ cũng chỉ vì cái âm mưu hèn hạ của cô mà tôi mất ảnh lần này đến lần khác, cô biết chưa? Có gì á từ từ nói, làm gì dữ vậy? Cô cút đi cho tôi. Biết ra khỏi đây, nhanh lên. Được thôi, tôi đi là xong chứ gì. Này, có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không? Có, nhưng không phải giúp mà là thương lượng. Cậu có biết làm sao tôi quyết định nhận cậu làm học trò? Thật ra tôi với ông nội cậu có một mối thâm thù. Tôi muốn ông nội cậu phải tan nhà nát cửa tôi mới hả dạ. Nhưng cậu thấy đó, tôi chưa có cơ hội. Cho tới khi tôi gặp cậu, tôi muốn thông qua cậu để tiếp cận kẻ thù của mình. Nếu thầy muốn dùng con để mà báo thù, trả thù cho bằng được, vì tại sao thầy lại truyền hết kinh nghiệm cho con? Trải qua biết bao nhiêu chuyện vừa rồi, có lẽ tôi đã thay đổi. Với lại cậu không đáng bị lợi dụng. Chuyện trả thù của thầy với lại truyền hết kinh nghiệm cho con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, nhưng giữa tôi với cậu giống nhau một điểm duy nhất, đó là đam mê. Không lẽ là chỉ vì chuyện đam mê mà thầy có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện à? Thiệt tình, hơn ai hết tôi muốn cái xưởng trang sức của ông nội cậu phá sản. Nhưng mà hiện tại và quá khứ hoàn toàn khác nhau. Cho dù ông nội cậu có mất cái xưởng trang sức đi chăng nữa, ổng cũng còn nhiều thứ khác. Thật sự đôi lúc tôi cũng biết mình đúng hay sai nữa, mà hành động theo linh cảm của mình thôi. Thực ra là... khoan, để tôi nói cho xong đã. Thật ra hôm nay gặp cậu ở đây á, là tôi muốn nhờ cậu một việc. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Đổi lại á, tôi sẽ không gây hại gì với gia đình cậu hết. Thực ra là... thầy không hiểu ý của con rồi. Con thật sự không hề quan tâm đến cơ nghiệp của ông nội con đâu. Con chỉ muốn thông qua chuyện này để tìm được một người. Được, nếu vậy thì tốt. Tôi chỉ xin cậu á, là để cho con Trúc Anh được yên với thằng Long con tôi. Chuyện mà thầy muốn thương lượng với con là chuyện này sao? Tôi biết cậu rất là tốt, nhưng từ trước tới giờ thực sự tôi chưa giúp đỡ gì được cho thằng Long. Tôi chỉ hy vọng nó và con Trúc Anh có cơ hội làm lại từ đầu. Thầy à, bất cứ những gì thầy muốn con đều có thể làm theo thầy hết. Nhưng mà ngoài trừ chuyện này, con thật sự xin lỗi thầy. Con không thể để cho Trúc Anh bị lừa gạt thêm một lần nào nữa. Con mong thầy hãy thông cảm cho con. Con mong thầy hiểu. Con xin lỗi thầy. Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng anh Phi thì có vẻ buồn bã vì Trúc Anh với Gia Long đã đoàn tụ hạnh phúc. Nếu vậy thì một mũi tên bắn trúng vô số đích rồi. Mời vào. Cô gặp tôi có chuyện gì không? Tôi là người nhà của bệnh nhân Phạm Trúc Anh. À, Phạm Trúc Anh. Tôi nhớ rồi. Bệnh nhân cứ đòi về hoài. Tôi mới vừa giải quyết cho cô ấy đi về rồi. Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Phạm Trúc Anh thôi. Hình như là trí nhớ của cô ta có chút vấn đề phải không bác sĩ? À, không sao đâu. Tại vì cô ấy sốc quá cho nên bị mất một phần ký ức thôi. Từ từ sẽ phục hồi lại mà. Tôi cũng dẫn cô ấy tuần sau tới khám rồi. Có khi nào cô ta giả bộ mất trí không bác sĩ? Giả bộ? Là sao? Tôi chưa hiểu ý của cô. Ba, bây giờ tấm hình thằng Long mới tính sao? Thì đốt đi chứ sao. Em mày nó còn sống, chẳng lẽ thờ luôn. Nhiều khi cô nghĩ thằng Long nó ngồi trên bàn thờ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mày nói gì kỳ cục vậy? Không lẽ mày muốn em mày chết thiệt? Ý cô không phải là vậy. Con nghĩ sao thì nói vậy thôi, chứ ba cũng thấy mọi chuyện xảy ra rồi mà. Dù sao thằng Long cũng về rồi, thôi bỏ qua mọi chuyện đi. Nhưng mà có nghe ba nói không? Dạ. Con tính sao với con bé Yến? Con tính là sao chuyện này, con sẽ xin ba má cho con được cưới Yến. Ba thì sao cũng được, chỉ sợ bả thôi. Bà bảo thủ lắm. Con hiểu mà. Con tin là Yến sẽ có cách thay đổi được suy nghĩ của má. Được vậy thì tốt. Lấy nhau về mà mặt nặng mặt nhẹ đó, nhức đầu lắm. Dạ. Em mới về thì lên phòng nghỉ đi. Nấu ăn để anh lo cho. Sao hôm nay anh lại nấu ăn vậy? Lâu rồi anh và em chưa gặp nhau. Coi như là em phạt anh đi. Ai mà nỡ phạt anh. Anh xứng đáng bị trừng phạt vì những gì anh đã gây ra cho em mà. Anh nói gì em không có hiểu. Anh nói vui vơ vậy thôi. Em không nhớ gì hết. Như vậy thì tốt cho cả em và anh. Hồi nãy còn mấy cái tao ghi không có kịp. Hồi nãy thầy ghi ở trên bảng. Còn mấy cái tao ghi không kịp. Chút nữa mày cho tao mượn nha. Cho mày mượn theo. Được. Về trước cha với ta. Bây giờ tao đi trước nha. Bye. Cái gì kìa? Cậu còn dám vác mặt đến gặp tôi sao? Dạ, con xin lỗi. Con hết cách rồi. Nên là con mới tới đây con nhờ cô. Cậu nói gì? Cậu nghĩ là tôi sẽ giúp cậu sau khi cậu đã chia tay với con gái tôi bằng một cuộc điện thoại rồi lấy ngay một cô gái khác? Dạ, con ân nghĩa này tới chết con cũng không quên đâu cô. Làm sao mà tôi tin cậu được? Má giúp anh Long đi má. Ảnh khổ tâm cho nên mới làm như vậy mà. Ảnh hứa sẽ quay lại và yêu con thật lòng mà. Thôi được rồi. Cậu muốn tôi sẽ làm gì cho cậu? Dạ, thật sự là con cũng không biết nữa. Tại Kim Vy nói là cô có thể giúp cho con để con có một thân phận mới. Má, anh Long nói là muốn đưa con về nước rồi tụi con sẽ làm đám cưới ở Việt Nam luôn. Má đang nói chuyện với nó, con đừng có xen vô. Má giúp ảnh đi mà má, nha má. Được rồi, chuyện đó không khó. Dạ, cô cảm ơn cô nhiều lắm. Với một điều kiện. Anh Long, tôi không phải là rác rưởi mà anh làm như vậy. tôi không ăn được thì tôi cũng sẽ đạp đổ. Bà của ông ngủ được hả? Ông đó, ông ngủ đi. Ông cứ về sao tôi ngủ được. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Tôi càng nghĩ càng thấy ông ổn bời. Ông thấy không ổn là không ổn chỗ nào? Ông phải nói tôi còn tính nữa chứ. Trước sau gì á, công an cũng phát hiện chuyện là ông trở về cho coi. Thôi chết. Ông mà không nói, tôi cứ nghĩ là mọi chuyện đang tốt đẹp chứ. Bây giờ mình tính sao đây ông? Hả? Tính cái gì mà tính? Tới đâu hay tới đó thôi. Trời ơi, tôi chỉ hy vọng là mọi chuyện đang tốt đẹp. Bây giờ tôi cứ như nằm mơ, bởi vì thằng con mình nó đã quay trở về, được nhìn thấy mặt đó. Sau bao nhiêu năm xa cách nó bỏ nhà đi. Bây giờ, ông ơi, bây giờ tôi phải xa con một lần nữa sao ông? Ông ơi, tôi sợ lắm. Nếu mà chuyện đó xảy ra đó, lỗi là lỗi của tôi. Tôi đã không làm tròn bổn phận người cha, người chồng đúng nghĩa. Bà hiểu không? Bây giờ mà ông còn nói lỗi phải gì nữa hả? Có giải quyết được gì đâu. Chứ bà bu lu ba la lên cũng có giải quyết được gì đâu. Tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi mà. Thì tôi cũng nghĩ sao tôi nói vậy thôi bộ. Ông ơi, hay là bây giờ mình cứ thằng Long nó trốn đi. Thà là nó sống ở bên ngoài còn hơn là nó vào tù đó ông. Không lẽ bà muốn con mình nó trốn chui trốn nhủi suốt cả đời luôn hả bà? Rồi bây giờ mày tính sao? Công an họ vẫn còn đang truy nã mày đó. Không phải báo thì công an cũng chả biết đâu, vì em đã chết rồi mà. Mày nói giỡn hả? Bộ hàng xóm xung quanh đây không ai nhìn thấy mày về hay sao? Cây kim trong bọc cũng có ngày lội ra thôi. Bây giờ tao nghĩ cách tốt nhất á, hai vợ chồng mày nên bỏ trốn tới một nơi thật xa. Đời em trốn về đủ rồi, mệt mỏi lắm. Tùy mày thôi. Tới chừng mà công an gõ cửa thì mày đừng hỏi tại sao. Sau cái lần mà đòi đánh ông nội cậu á, bỗng dưng ông Trí ông biệt tích luôn. Mà tôi nghe đâu á, là ông nội cậu ngày xưa á có cái gì với vợ ông Trí á. Mà cậu đừng có nói là vợ chồng tụi tôi kể nghe. Có chuyện đó sao? Nó chỉ là tin đồn thôi, chắc gì đã đúng cậu ơi. Ông bà có biết gì về mô hình trồng vàng của ông Trí không? Vợ chồng tôi á chỉ biết có vậy thôi à. Thật ra chính tôi với ông nội cậu có một mối thâm thù. Tôi muốn ông nội cậu phải tan nhà nát cửa thì tôi mới hả vàng. Rốt cuộc bí mật của họ là gì? Có liên quan đến mẹ của mình không? Em để cho anh ăn yên có được không? Anh à, ăn xong mình đi chơi nha. Chơi gì? Thì đi xem phim, đi câu cá, đi chơi bowling, hay là đi đánh golf gì cũng được tùy anh. Em có bị ấm đầu không vậy? Em nghĩ là tôi rảnh lắm sao? Thì coi như là anh buồn lại buổi sinh nhật đi. Anh có biết là bữa đó em buồn lắm không? Em nên nhớ là giữa chúng ta bây giờ chỉ là vợ chồng cũ thôi. Thì em sợ anh buồn nên mới rủ anh thôi. Nhìn tôi giống đang buồn lắm sao? Anh buồn hay vui mà em không nhận ra sao? Trúc Anh bây giờ đâu có nhớ gì anh nữa đâu, mà còn tỏ ra mặn nồng với chồng cũ. Thì anh vui được sao? Em dành hết thời gian để theo dõi vì tôi và Trúc Anh sao? Ừ, thì cứ cho là vậy đi. Anh phải biết bảo vệ hạnh phúc của riêng mình chứ. Bây giờ em nên tập trung vào trang sức Chi Chi đi. Anh đúng là cả chớn mà. Sao? Anh thấy được không? Em giỏi lắm. Chắc là em vất vả lắm đúng không? Đâu có, ba má giúp em rất là nhiều. Còn có cả... Có cả ai nữa? Có cả Hà Linh nữa đó. Anh gặp cổ chưa? Hà Linh à? Ừ. Em không hận cổ sao? Hận gì chứ, cổ là bạn thân nhất của em mà. Không lý nào. Nè, anh nói đi, tại sao em phải hận cổ chứ? Không, đâu có gì đâu. Em đói chưa? Anh mua gì cho em ăn nha. À, bánh tráng trộn đi. Anh còn nhớ chỗ em thích không? Bánh tráng trộn, à, chỗ cũ đó hả? Ừ. Được rồi, em để anh kiếm mua cho em nha. Mà thôi, chỗ đó xa lắm. Anh mua chỗ nào cũng được. Vậy chờ anh chút xíu nha. Ừ. Đừng trách anh. Anh đủ tư cách để đe dọa tôi sao? Anh đừng quên, chính anh đã năn nỉ để xin tôi được đóng vai làm chồng của ta. Cô chắc. Chú Anh, mọi chuyện không như cô ta nói đâu. Anh, chuyện của chúng ta là do anh đóng kịch đúng không? Ban đầu là gì? Nhưng mà tôi chỉ cần biết đúng hay không. Kìa, diễn viên chính đang hỏi anh kìa. Anh rốt cuộc không hiểu gì sao Hà Linh nhất định phải tìm mọi cách hãm hại mình chứ. Ủa, giám đốc? Em không cần phải giả bộ trước mặt anh đâu. Nói đi, anh muốn biết kế hoạch của em là gì? Giám đốc đang nói chuyện với tôi hả? Nếu em có gan, hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Em chưa hề yêu anh. Giám đốc vui tính quá à. Anh không sao chứ? Em tha thứ cho anh ta thật sao? Em không biết là hắn ta đã từng lừa dối em sao? Anh lại đang tính giở trò gì ở đây vậy? Anh ta bị sao vậy? Tự nhiên nói linh tinh ở đây à? Bệnh nhà giàu bị bệnh hoang tử đó mà trái trộn á. Đi. Ngon quá à. Ăn nữa nha. Ủa ba, con tưởng ba đi công tác rồi chứ. Làm cái gì vậy? Dạ. Dạ, con mời ba ngồi. Ngồi cái gì mà ngồi? Có chuyện gì mà làm ba bực mình quá vậy? Con có biết thằng Phi đi đâu không? Hồi sáng con có nghe thư ký nói là Phi có lên trên đây một lát, rồi đi đâu con không biết nữa. Gọi điện không bắt máy. Nó đi gặp con nhỏ đó rồi. Không có đâu ba. Nói với Trúc Anh hết rồi, chấm dứt thiệt rồi ba. Hết cái gì? Nó nói với con gì vậy hả? Dạ, nó nói với con rõ ràng vậy mà. Nó còn nói là lần này sẽ cố gắng tập trung để phát triển tập đoàn Xmart của mình đó ba. Hai chú cháu có biết đã có người âm thầm mua cổ phần của Xmart không? Ủa có chuyện đó hả ba? Sao không ai nói gì với con vậy? Suốt ngày đàn với hát thì làm sao biết được. Giao công ty cho hai chú cháu đúng là sai lầm lớn nhất của ba mà. Nè, hai chú cháu phải bàn cách tìm cho ra kẻ nào đã âm thầm mua cổ phần của Yến Bách đó chưa? Dạ con biết rồi ba. Nè, tao nghe tiếng đàn nữa nữa là chết với tao đó. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Chuẩn bị nghỉ việc hết đi là vừa. Dạ, đâu phải lỗi của tụi em đâu chị. Vậy không lẽ là lỗi của tôi hả? Doanh thu giảm là do bộ phận bán hàng chứ do ai? Hả? Bao tô keo đến nhắn em chìm sâu trong thim làng, con tim đau thương muốn tìm một nơi nương náu. Mà sao quanh em đến tim chỉ xót xa thôi, cứ thế nỗi trôi như một cánh hoa rơi. Nước mắt ướt đẫm rớt trên bờ mi em dài. Anh đã bị bắt. Tương lai sao khiến em sợ khi thương giờ không biết rồi. Sâu trong em đàn hoài những nỗi khát khao, ước muốn mai sau đi bên ai suốt đời. 12 bên nước thân gái biết bên nào đồng trao, hoàng hôn ai sẽ đưa đón như ước vọng chờ mau. Rồi em cũng phải mạnh mẽ đi qua ngàn cơn bão giông, tìm cho riêng em hạnh phúc có được không? Tình yêu dẫn lối em bước qua hết những vực sâu, người như nắng mai soi sáng cho em thấy tiếng cười. Hạnh phúc em biết sẽ đến khi trong lòng chẳng buông xuôi, tình yêu hãy cho em bên nước yêu.